Mùa hè đến khi thời tiết nắng nóng cũng là mùa rắn sinh sôi phát triển, nên trong vòng một tháng trở lại đây thì hầu như ngày nào cũng có bệnh nhân bị rắn cắn nhập viện. Hiện tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho 6 ca bị rắn độc cắn. Trong số các bệnh nhân bị rắn độc cắn đang điều trị tại Trung tâm Chống độc thì có 2 trường hợp trong tình trạng nặng phải thở máy. Trường hợp thứ nhất là một bệnh nhân nam 46 tuổi ở Nam Định. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, chi phí điều trị tốn kém nhưng lại không có bảo hiểm y tế. Nhiều lần, gia đình đã có ý định xin cho bệnh nhân về. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, được rút máy thở và sức khỏe đang tiến triển tốt. Trường hợp thứ hai là anh Lý Văn Thắng ở Lục Ngạn, Bắc Giang. Trong quá trình làm đồng thì bị rắn cặp nia cắn. Sau hơn một tháng điều trị tích cực tại Trung tâm Chống độc, hiện anh này vẫn trong tình trạng rất nặng, phải thở máy, não bị tổn thương, nguy cơ tử vong rất cao. Chúng tôi đi ra giữa đồng xem ruộng thế là bị cắn ạ. Nhưng mà sau khi cắn thì anh ấy không biết, xong rồi một lúc sau anh ấy kêu tức ngực khó thở. Thế là về thì đưa đi viện cấp cứu luôn, đưa đi ra huyện, viện huyện xong đến tỉnh, xong đến đây. Đáng chú ý, có trường hợp bệnh nhân Phạm Đức Luyện ở Nam Định. Anh này dù biết là rắn độc nhưng vẫn cố tình muốn bắt để mang về ngâm rượu, sau đó thì phải nhập viện. Không phải là bị cắn mà là bị xước vào cái răng của nó, cho nên mình cũng vẫn hơi chủ quan một tí. Nhìn thấy bàn tay nó hơi sưng một ít, thì là vào bác sĩ giới thiệu lên luôn trên này. Lên trên này là luôn đây đấy. Theo Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, tại nước ta, bị rắn độc cắn là một trong những tai nạn thương tích phổ biến, xảy ra nhiều nhất từ tháng 4 đến tháng 11. Việc đầu tiên người dân chúng ta cần làm đó là đầu tiên bình tĩnh, không được hốt hoảng, không được vận động mạnh hoặc đi lại nhanh quá mức. Bởi vì làm như thế thì sẽ nặng sẽ vào trong cơ thể nhanh hơn. Đặc biệt không mất nhiều thời gian, mất thời gian đi tìm các thầy lang lá thuốc, luẩn quẩn các thời gian ở ngoài bệnh viện. Bởi vì các hiệu quả nó còn chưa rõ ràng. Còn lại các biện pháp khác, đầu tiên là hạn chế vận động. Thế ra như thế. Và chúng ta có người đưa bệnh nhân đến từ cơ sở y tế gần nhất, càng sớm càng tốt. Cũng theo bác sĩ Nguyên thì điều trị rắn độc cắn mất nhiều ngày và chi phí khá tốn kém, trung bình khoảng từ 300 đến 500 triệu đồng. Đó là số tiền không hề nhỏ. Chưa kể đến những rủi ro về tính mạng mà bệnh nhân có thể gặp phải.